Như đã biết thì ý tưởng mở rộng số đội dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 được chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino đề xuất. Ý tưởng này được nhiều thành viên của FIFA ủng hộ. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Qatar, nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới 2022 lại không tán thành. Nếu tăng số đội dự World Cup 2022, Qatar sẽ phải xây dựng thêm sân vận động và rất nhiều cơ sở vật chất phục vụ giải đấu, nhưng thời gian không cho phép bởi giải đấu đang đến gần. Đề xuất tổ chức các trận đấu vòng bảng World Cup 2022 ở các nước láng giềng của Qatar không nhận được sự đồng tình vì lo ngại về vấn đề an ninh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trong cuộc họp mới nhất, FIFA đã quyết định giữ nguyên số đội dự World Cup 2022 là 32.